Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay thì nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ lại đang trong đợt mưa dông mạnh. Ngay từ sáng nay thì mây dông đã phát triển và gây mưa cho khu vực vùng biển ven bờ từ Cà Mau đến Kiên Giang. Tại thành phố đảo Phú Quốc đã ghi nhận gió giật mạnh lên đến cấp 6, còn tại huyện U Minh của Cà Mau có điểm mưa to lên tới 75mm. Sở dĩ khu vực này có mưa dông sớm nhất bởi đây là cửa ngõ đón gió mùa Tây Nam đầu tiên. Chiều vào tối nay, khi mà gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, đẩy ẩm vào sâu trong đất liền, thì vùng mưa sẽ mở rộng ra cả khu vực Nam Bộ, Nam Miền Trung và Tây Nguyên. Cảnh báo có những điểm mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to với lượng mưa là vượt 80mm, dễ đi kèm với gió lốc và sấm sét nguy hiểm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn còn có thể gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp khu đô thị. Riêng Tây Nguyên còn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá ở vùng núi. Trước khi chuyển mưa, 1 đến 2 tiếng tới Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng. Và nhờ lợi thế địa hình cao, không khí ở Tây Nguyên thoáng đãng, nhiệt độ ở đây không vượt quá 31 độ C. Còn Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh nóng hơn với mức nhiệt phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Với Trung Bộ, đầu giờ chiều nay, từ Phan Rang Tháp Chàm trở ra đến Thanh Hóa cũng có nắng nóng trên diện rộng. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở đây phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Thậm chí ở Vinh còn nắng nóng gay gắt 38 độ C. Ở Bắc Bộ, như tại thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình lên tới Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai nắng nóng vào chiều ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở đây từ 35 đến 37 độ C. Về chiều tối, mưa dông chỉ xảy ra một vài nơi ở vùng núi, cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Trên biển, quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, dự báo chiều nay ít mưa, trời nắng, gió ổn định cấp 3 đến cấp 4. Trái lại, huyện đảo Trường Sa có mưa dông kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.